quý vị và các bạn, kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra trong 2 ngày 18 và 19 tháng 7 năm 2016. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và thông qua các báo cáo tờ trình theo luật định. Công tác chuẩn bị nội dung cho kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định chất lượng, sự thành công tại mỗi kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân, kỳ họp là một hoạt động cơ bản, chủ yếu. Chất lượng, hiệu quả kỳ họp Hội đồng Nhân dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh ra soát các nội dung chuyên đề, bổ sung kịp thời vào nội dung kỳ họp, đồng thời tổ chức hội nghị với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban của Hội đồng Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh và các sở ngành liên quan để thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan trong công tác chuẩn bị cho kỳ họp. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định cụ thể thời gian hoàn thành các văn bản trình kỳ họp và gửi về Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh để gửi tới đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nghiên cứu, phục vụ công tác thẩm tra, họp tổ và tiếp xúc cử tri. Nội dung kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 dự kiến sẽ cho ý kiến vào 15 báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cho ý kiến và biểu quyết thông qua 16 nội dung chuyên đề liên quan đến các vấn đề kinh tế, văn hóa xã hội quan trọng của tỉnh. Hoạt động tiếp xúc cử tri và họp tổ đại biểu trước kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 được thực hiện khá tốt, đảm bảo yêu cầu theo luật định. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp với Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, chủ động tiến hành tổ chức cho đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri, tạo điều kiện cho đại biểu có nhiều thời gian báo cáo, lắng nghe, giải trình, tiếp thu những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp theo nhóm vấn đề và theo từng lĩnh vực gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh để nghiên cứu trả lời hoặc phân công các sở ngành chức năng trả lời cử tri. Trong các cuộc tiếp xúc cử tri trước mỗi kỳ họp, đại biểu không chỉ tuyên truyền, giải thích, phổ biến nghị quyết, thông báo nội dung, chương trình kỳ họp, thu thập nguyện vọng của cử tri mà còn phải tọa đàm, đối thoại, giải đáp ý kiến của cử tri, tiếp thu yêu cầu, kiến nghị của cử tri về những vấn đề đang bức xúc ở địa phương. Qua đó có những kiến nghị xác đáng với Hội đồng Nhân dân tỉnh để tìm ra các biện pháp giải quyết, khắc phục những tồn tại bất cập mà cử tri kiến nghị. Hoạt động tiếp xúc cử tri thực sự là diễn đàn quan trọng để mỗi cử tri được trực tiếp gặp gỡ, bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình với các đại biểu về những vấn đề kinh tế xã hội quan trọng, những vấn đề tồn tại bất cập từ thực tiễn của địa phương mình. Mỗi cử tri đều mong muốn, thông qua hoạt động này, các thông tin, ý kiến tương tác hai chiều giữa cử tri với đại biểu, giữa đại biểu với cử tri sẽ được thực hiện thường xuyên hơn và chuyển đến kỳ họp kịp thời. Cử tri là tiếp xúc với các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thì nhìn chung là người dân rất tin tưởng và rất cũng cầu mong là được thứ nhất là quan tâm đến cái vấn đề chiều lên, đặc biệt là các vấn đề chiều xuống những cái gì mà cử tri cần quan tâm đến. Và tôi thấy là báo cáo với các đồng chí là về cái việc tiếp xúc này cũng rất được sự người dân là đồng tình, là hưởng ứng để đem lại được cái quyền lợi thiết thực nhất và tin tưởng nhất đối với các đại biểu của Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng như đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Qua công tác tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ở cả 9 huyện thành thị, cử tri trong tỉnh bày tỏ sự vui mừng đối với những thành tựu trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, an sinh xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời kiến nghị đến các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiều vấn đề thiết thực như việc giải quyết chính sách đối với người có công, vấn đề ô nhiễm môi trường, đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đến hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, hệ thống kênh mương dẫn nước tưới tiêu và chống ngập úng cho đồng ruộng, quan tâm đến công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là trên lĩnh vực cấp sổ đỏ, quy hoạch sử dụng đất đai. Cử tri thành phố Vĩnh Yên đề nghị tỉnh, thành phố quan tâm duy tu sửa một số công trình văn hóa trên địa bàn đã xuống cấp, xem xét tăng thêm phụ cấp cho cán bộ chuyên trách những thôn có đông dân cư. Trước kỳ họp thứ hai, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, kỳ họp giữa năm 2016,
đại biểu cử tri thành phố Vĩnh Yên rất phấn khởi vào kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, và đại biểu thành phố, cử tri thành phố Vĩnh Yên cũng hoàn toàn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của các cấp chính quyền trong tỉnh. Cử tri thành phố Vĩnh Yên cũng thể hiện sự quyết tâm, đồng sức, đồng lòng xây dựng thành phố Vĩnh Yên văn minh, hiện đại, góp phần xây dựng tỉnh nhà giàu mạnh, phồn vinh. Bên cạnh đó, cử tri thành phố Vĩnh Yên cũng mong muốn với các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, một là các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 được cử tri tín nhiệm thì cần thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, trách nhiệm là người đại biểu Hội đồng Nhân dân, luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh kịp thời đến tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo, giải quyết. Cử tri thành phố Vĩnh Yên cũng yêu cầu với các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 luôn phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm để nghiên cứu, đề xuất Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành các nghị quyết, các cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn của địa phương, và các nghị quyết ban hành thì sớm đi vào cuộc sống. Hai là cử tri thành phố Vĩnh Yên cũng mong muốn các cấp, các ngành của tỉnh tham mưu với tỉnh để có những giải pháp hữu hiệu xử lý triệt để những vấn đề mà cử tri quan tâm, như vấn đề ô nhiễm môi trường, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, vấn đề hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, vấn đề đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vấn đề xử lý úng ngập cục bộ trên địa bàn thành phố, vấn đề quy hoạch và quản lý quy hoạch. Hoạt động thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh trước kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 được Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh phân công cụ thể, bảo đảm khoa học, đúng lĩnh vực. Các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ động thu thập thông tin, tổ chức giám sát, khảo sát bằng nhiều hình thức để nắm tình hình thực tế về những vấn đề liên quan đến nội dung thẩm tra. Theo đó, chất lượng báo cáo thẩm tra của các ban được nâng lên rõ rệt, thể hiện được chính kiến và nêu rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Trên cơ sở đó, giúp đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh có thêm thông tin để thảo luận và quyết định. Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh với chức năng thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình trên lĩnh vực thực thi pháp luật, các báo cáo của Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân. Trên cơ sở phân công của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban pháp chế đã triển khai việc xây dựng kế hoạch thẩm tra phối hợp giữa ban với các cơ quan chuyên môn và cơ quan soạn thảo. Ban đã chủ động trong công tác thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình ngay từ khi được Ủy ban Nhân dân tỉnh mời tham dự các phiên họp thường kỳ để thảo luận, thống nhất các nội dung trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh. Do đó, đã giúp ban tiếp cận được thông tin sớm, chủ động về kế hoạch, thời gian xây dựng báo cáo thẩm tra. Để phục vụ cho kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, công tác thẩm tra báo cáo, đề án, tờ trình của Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh liên quan đến 8 lĩnh vực được thực hiện đảm bảo đúng quy định. Các báo cáo thẩm tra đã đánh giá, phân tích những mặt còn tồn tại, hạn chế, chỉ ra được những nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị cụ thể, thể hiện được chính kiến và có tính phản biện cao, làm cơ sở để các đại biểu thảo luận, xem xét các vấn đề về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh. Được sự phân công của Thường trực Hội đồng Dân tỉnh, Ban pháp chế đã thực hiện thẩm tra 8 cái báo cáo theo luật định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Tòa án Nhân dân tỉnh. Cho đến nay thì Ban pháp chế cũng đã hoàn thành cái kế hoạch thẩm tra. Kết quả công tác thẩm tra cho thấy các cơ quan được giao chuẩn bị báo cáo, dự thảo nghị quyết để phục vụ cho công tác thẩm tra của Ban pháp chế đã rất là tích cực, chủ động, đề cao trách nhiệm, chuẩn bị các cái nội dung để phục vụ cho công tác thẩm tra. Về phía Ban pháp chế thì các thành viên Ban pháp chế, các cái thành viên mà Ban pháp chế mời dự tham gia thẩm tra cũng đã đề cao trách nhiệm trong việc nghiên cứu các cái báo cáo, dự thảo nghị quyết, nghiên cứu các quy định của pháp luật, các cái thông tin, các tài liệu liên quan, và Ban pháp chế cũng đã bước đầu cải tiến một bước cái hoạt động thẩm tra của mình. Do đó có thể thấy rằng là cái công tác thẩm tra của Ban pháp chế phục vụ cho kỳ họp này thì cơ bản là đạt kết quả khá là tốt,
và cũng hy vọng rằng cùng với các ban của Hội đồng dân tỉnh thì công tác thẩm tra của Ban pháp chế Hội đồng dân tỉnh sẽ góp phần tích cực đảm bảo cho sự thành công của kỳ họp thứ hai Hội đồng dân tỉnh khóa 16 nhiệm kỳ 2016-2021. Bên cạnh đó, để phục vụ cho kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã chuẩn bị các nội dung chất vấn được cử tri trong tỉnh đặc biệt quan tâm. Trên cơ sở ý kiến của các ban, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp đầy đủ các nội dung chất vấn và chuyển đến thủ trưởng cơ quan đơn vị đề nghị trả lời bằng văn bản gửi cho đại biểu, tổ đại biểu có câu hỏi chất vấn. Đồng thời lựa chọn một số nội dung để đưa ra chất vấn trực tiếp tại kỳ họp là những vấn đề có tính bức xúc, được đông đảo cử tri và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm. Đặc biệt trong kỳ họp này, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ vào khối lượng công việc để chuẩn bị thời gian kỳ họp cho phù hợp, bảo đảm vừa và đủ, không kéo dài một cách không cần thiết, cũng không quá rút ngắn làm ảnh hưởng đến chất lượng kỳ họp. Với sự chuẩn bị khoa học, chu đáo, tin tưởng kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16 sẽ thành công tốt đẹp, hoàn thành chương trình nghị sự đề ra, đáp ứng lòng mong mỏi và sự tin tưởng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.